vậnmayshop.com, shop Api file liên quân giá rẻ. Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Sĩ Kẹo nha. Ơ kìa, thằng nào ngoài vậy? Em ơi, chạy đâu vậy Hải em ơi? Trời ơi em ơi, sói hả em? Ok, như vậy là mình đã có được một mạng đầu tiên. Và ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng trải nghiệm cái phiên bản OP14 nha. Ơ kìa, người đó hả em ơi? Kìa kìa, tính chạy hả em? Chạy với anh làm sao mà được hả? Và đây, nó là nhân vật Hayato nha mọi người ơi. Các bạn là nhân vật này mới ra nên là mình đã bỏ tiền túi ra mua và trải nghiệm nhân vật này cho anh em xem nha. Thì cái nhân vật Hayato này nó sẽ có một tính năng, đó là khi mà mỗi lần máu của các bạn nó giảm xuống đi 10 HP thì lập tức là sẽ kích hoạt cái khả năng xuyên giáp của nhân vật Hayato nha anh em. Nói chung thì đây nó là một cái tính năng vô cùng là thú vị. Ơ kìa, what the hell? Kìa em ơi, tính làm gì em vậy hả? Ok, vậy là mình đã có được kill thứ 3 rồi nha. Đây, nhân vật Hayato thì mình đã có được rồi. Bây giờ thì mình sẽ nhanh chóng là kiếm thêm cái kiếm nhật nữa để cùng trải nghiệm với anh em nha. Uầy, XM8 thì lại không trang bị được ống ngắm 1X nên là mình cứ để ống ngắm 1X ở trong ba lô nhá. Nếu mà có cơ hội thì tí nữa là mình sẽ trang bị ống ngắm 1X vào luôn. Ok, ở thung lũng này thì mình mới ăn được có 3 kill mà thôi. Lượn lờ qua đây thử coi nào. Và mình đánh giá sơ qua về phiên bản OP14 thì đồ họa nó không có thay đổi nha em ạ. Ê, có một cái kiếm katana. Anh em ơi, kiếm chém phê chân này. Và cái âm thanh của cái kiếm nhật katana này thì nó lại có một âm thanh phải gọi là rất là vừa tai anh em ạ. Đấy, âm thanh nghe rất là đã tai nhá. Và kể cả là để ra sau lưng thì cái kiếm nhật katana nó vẫn như kiểu là cực kỳ là ngầu. Ok, mình sẽ chạy lên phía trên này coi nào, xem là có ai hay không nhỉ. Ok, let's go lên luôn. Sắp phải ngại. Ơ kìa, úi dồi em ơi, chạy đâu vậy hả em? Ơ kìa em ơi, uầy. Xong nhá, vậy là mình đã có được mạng thứ tư rồi nhá. Nói chung là cái lượng sát thương của cái kiếm katana này thì mình còn chưa có cơ hội để mình test anh em ạ. Nên là chúng ta sẽ test xong nha. Cơ bản là trong cái video này thì mình và anh em sẽ cùng trải nghiệm nhân vật Hayato là chính nha. Mình nhớ không nhầm thì cái nhân vật này đang được bán trong shop với giá là 1750 kim cương. Anh em có thể vào trong shop để mua nha. Đơn giản là vì nhân vật mới ra nên là cái giá của nó cũng khá là chát anh em ạ. Chạy qua đây cái con nào. Ok ok, lên xe luôn, sao phải ngại. Đây, và hôm nay thì Kẹo làm chuột bạch anh em ạ. Tức là nạp tiền vào để mua nhân vật Hayato trước, trải nghiệm với mọi người nha. Lượn lờ qua phía ngoài này con nào. Còn lại 28 người chơi nữa cả. Quá đông luôn mọi người ơi. Cứ lượn lờ qua đây coi, xem là có ai hay không nhỉ. Đi xe này thật sự là mình cảm giác nó hơi bị sợ. Cơ bản là xe này thì kẻ địch khá là dễ sấy. Chạy qua đây coi nào. Tôi nghĩ là ở trên này sẽ có người nha các bạn. Uầy, vô đen G, nó ngay bên cạnh mình luôn. Căng 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 à nha. À ở đây có luôn một cái bộ sửa chữa giáp. Rồi nhá, mình chuẩn bị là có được giáp level 4 rồi nhá. Ok ngon. Đã trang bị được giáp chống nổ. Giáp chống nổ này thì nó sẽ chống chịu cái sát thương của phóng lựu M79 rất là tốt luôn nha anh em. Nói chung là có cái giáp chống nổ này an tâm hơn hẳn. Đâu người đâu cả rồi. 24 thằng nữa. Đang còn khá là đông anh em ơi. Chúng ta hãy cứ chạy xe lượn lờ coi nào. Đây, mình sẽ chạy tạm qua cái khu này. Hello, ở đây có ai không vậy? Hiện tại thì ở đây là mình chưa có thấy ai luôn. Vắng quá cơ anh em ơi. Lượn lờ qua đây coi nào. Cơ bản là mình đã có được giáp 4.5 nên là mình sẽ chẳng cần ăn cái nâng cấp giáp để làm gì cả mọi người ơi. Máu thì 190/200,
Thật ra thì mình có tận 6 túi thương cơ, nhưng mà bơm máu bây giờ thì nó lại hơi bị phí anh em ơi. Lượn lờ qua mấy chỗ này quần nào. Hello, ở đây có ai không vậy? 22 người chơi nữa cả. Nào để coi. Uầy, còn lại 21 người chơi nữa. Úi dồi ôi, các bạn đâu cả rồi? Bây giờ là có 20 người chơi này. Nãy giờ mình chạy vô cùng là vật vã, nhưng mà chưa có thể là kiếm thêm được người anh em ơi. Chán quá nhỉ. À, ở đây có xe mới anh em ơi. Đổi qua xe này luôn, chạy cho nó sống dai. Chứ còn là xe kia, kẻ địch nó sấy cho thì các bạn SML anh em ơi. Đây, đi cái con xe này, nó an tâm hơn hẳn, nó an toàn hơn hẳn. Úi dồi ôi, mà công nhận là đông thật. 19 thằng nữa. Ơ nhưng mà người thì còn nhiều, mà tôi tìm mãi lại không thấy ai. Chán nhỉ anh em. Mình sẽ lượn lại khu vực thung lũng này một lần nữa bữa nào. Đây, lên thẳng phía trên luôn. Uầy, tôi vẫn đang trong một cái bầu không khí phải gọi là vô cùng là yên tĩnh. Lượn lờ mãi nhưng mà có thể ai đâu vậy. Thật sự là mình chịu thua luôn. Qua đây một xíu thử coi, biết đâu là ở ngoài này sẽ có người. Anh em ơi, mình lại thất vọng nữa rồi. Vì ngoài này mình lại không thấy ai cả. Ở kìa, chỉ là kiếm người thôi mà, có cần là phải khó khăn như vậy hay không? Đây, mình sẽ lại đổi qua xe này. Mình khá là thích chạy cái con xe này. Đơn giản là tại vì nó sẽ có cái skin phải gọi là cực kỳ là ngầu. Hiện tại thì mình thấy là con xe này nó là một cái con xe mà có skin xe ngầu nhất trong game Free Fire luôn. Lên trên này thử coi. 17 tháng nữa. Cơ bản là tôi vẫn chưa có thấy ai cả. Vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy. Úi dồi ôi, không thấy ai cả anh em ơi. Nó lại vắng quá cơ. Qua đây cái quen nào. Ơ kìa, có người kèm mọi người. Tông nó luôn. Ui em ơi, bắn hăng vậy. Trời ơi, thanh niên ham bắn kêu mạng và cái kết. Cái kết là bị mình kêu lại luôn. Ở đây có chảo nhưng mà mình sẽ không được qua chảo nha. Mình sẽ vẫn giữ nguyên là cái kiếm katana. Lên xe luôn và chạy thế nào. Chạy theo cái lối này thì mình lại chưa có thấy ai. Ok, cái bo này thì tầm khoảng là hơn 1 phút nữa nó mới thu lại cơ, nên là chúng ta hãy cứ kiên nhẫn và tiếp tục đi kiếm người thôi. Lên trên này coi. Ê, hello các bạn ơi, các bạn đang ở đâu hết cả rồi vậy? Mình thấy là các bạn được lên bảng điểm số liên tục, nhưng mà khi mà mình đi kiếm người nó khá là vất vả, không hiểu sao. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ lại lên khu cổng trào mà thôi. Đảo quân sự nó có mấy khu thì mình cứ vòng đi vòng lại mấy cái khu trung tâm thôi. Mấy cái khu ở xa quá thì mình lại không có thích chạy. Đây, trên này có một cái UAV. Mong rằng là ở trong UAV sẽ có người để mình cứu luôn nha. Ồ, chưa thấy ai. À kia, đằng sau mình có người. Ê, trong nhà hả em? Úi dồi ôi, quần đỏ em ơi, quần đỏ em ơi. Và headshot luôn nha. Thật sự là chia buồn với bạn. Trời ơi, đáng thương thật các bạn ạ. Ok, loot thêm đồ cái đã nào. Ơ nhưng mà có một điều, hình như là game Free Fire của chúng ta đã loại bỏ đi con sao kia rồi anh em ơi. Và thay vào đó là kiếm nhật katana. Chắc là vậy rồi. Kiếm mãi là chưa có thấy dao này. À đủ, hình như là loại bỏ dao rồi các bạn ơi.
Căng căng căng. Ok, chín thằng ở đâu? Quẹo qua đây thử coi. Ê, ở đây thì nó chỉ là cái hiệu ứng đổ bóng mà thôi. Vậy mà tôi cứ tưởng người cơ nha em ơi. À kia, úi dồi ôi. Thằng nào bắn xe anh vậy hả? Cái đậu xanh nó kìa. Cái đậu xanh nó kìa. Em ơi, chạy đâu em ơi. Ok, mình lút nốt đồ cái đã. Rồi, bây giờ chạy xe qua để chiếm với nó luôn. Chẳng nhẽ anh lại sợ chú hả? Đây mình qua rồi nha. Em ơi, cứ ở đó và anh sẽ qua ngay bây giờ. Bạn chuẩn bị tới số với mình rồi nha. Trang bị luôn nòng bom và format để kịp thời xấy kẻ địch. Ok em ơi. Úi dồi ôi, không như vậy. Căng căng căng. Anh em ơi căng quá cơ. Mình sẽ áo quần màu cái đã. Uầy, gắt vậy người anh em. Mình sẽ cho nó lựu đạn này. Một quả lựu này. Ok. Thêm một quả nữa này. Em ơi, chạy đâu hả em? Úi dồi ôi, thanh niên chết vì lựu đạn. Ok nhá, mình sẽ nhanh chóng rút đồ cái đã. Uầy, bạn này có khá là nhiều tổn thương. Ơ kìa, có cả gấu da nữa cả. Căng căng căng. Uầy, mình sẽ nhanh chóng rút đồ cái đã. Rồi là chạy bon luôn thôi nha em ơi. Căng thật. Ui, đây quần máu luôn. Mình sẽ đứng tạm ở đây và quấn thêm túi máu nữa. Ok, đây bây giờ là mình sẽ chạy ngược bo và quay lại cái hòm sắt kia để rút máu cái đã. Nào, kiếm thêm máu nào. Ok, mình đã có thêm được 3 tục thương nữa. Ơ kìa, thằng nào có lựu vậy? Thằng nào câu lựu vào trong nhà vậy hả? Căng rồi nhá. Cuốn cho đầy máu luôn. Và mình thử chạy ra ngoài quay nào. Ra ngoài luôn em ơi. Ấy thanh niên, đâu vậy? À à, sau hàng rào. À, ơ kìa, bắn anh nhỉ? Sợ quá nhỉ, sợ quá nhỉ, sợ quá nhỉ. Úi dồi ôi em ơi, bắn anh nhà. Ok, đã xong mình sẽ lút đồ cái đã. Uầy, bạn ơi mình sợ. Cơ bản là mình đã lút đồ. Bạn kia bạn ấy lại bắn căng quá cơ. Đây, mình sẽ áo quần màu cái đã. Úi dồi ôi, định để qua ăn mình hả? Cái đậu xanh. Em ơi, làm gì vậy hả? Úi dồi ôi, định để qua ăn tôi hả? Ăn lựu đạn nhé em ơi. Ăn lựu đạn nhé em ơi. Thanh niên ơi. Úi dồi ôi, chạy hả? Ok, xong luôn. Như vậy là mình đã có được mạng thứ 9 ở trong cái ván đấu này. Đây, tranh thủ rút xa cái đã. Chuẩn bị chạy bo nào mọi người. Đó, rút thêm đồ này. Úi dồi ôi, căng vậy. Uầy, nó lại hack xong mình rồi anh em ạ. Có lẽ là cái video này thì mình sẽ kết thúc tại đây thôi nha em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.